Chào các bạn, trong video clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một cái á cộng trừ nhân chia. Nó đơn giản như thế này ha. Thì chúng ta sẽ phải phân nhóm những cái radio button, làm sau đó chúng ta chỉ cần chỉ được click một trong bốn cái nút này, và khi click thì nó sẽ thực hiện một phép toán tương ứng. Rồi, không để các bạn chờ lâu, mình sẽ bắt đầu nha. Cũng như các cái bài trước đây mình đã giới thiệu cho các bạn, chúng ta cũng tạo một cái class cộng trừ nhân chia kế thừa từ JFrame. Sau đó chúng ta lần lượt tạo các cái ô để chúng ta nhập liệu text A, B, C, text kết quả. Và bốn cái radio button cộng trừ nhân chia. Sau khi có các cái biến đó rồi thì chúng ta sẽ lần lượt viết các cái hàm để vẽ các cái nhóm control hay là các thành phần trong giao diện ha. Chúng ta cũng có container và set cái layout cho nó. Ví dụ như là chúng ta muốn đưa cái nhãn cộng trừ nhân chia thì chúng ta sẽ làm một cái panel ở top, rồi lần lượt cài đặt tiêu đề nè, phông nè. Và màu sắc cho cái G-label đó. Và nó nằm center. Và chúng ta sẽ add cái top này vào trong cái container đấy, là để nó nằm ở phía bắc ha, tức là phía trên cùng. Thì các bạn sẽ làm tương ứng như mình link vào cái hình như thế này ha. Tương tự như vậy, các bạn sẽ làm cho các cái thành phần bên trái và thành phần bên phải ha. Thank you.
Rồi sau khi chúng ta có các thành phần controls rồi thì chúng ta sẽ add các cái sự kiện vào, tức là chúng ta thực hiện các sự kiện cho các cái nút. Ở đây chúng ta sẽ add mouse listener cho button thoát nhé. Trong cái nút xóa thì chúng ta tương tự, chúng ta cũng add mouse listener. Trong nút giải ha thì các bạn cũng sự kiện click chuột bt giải chấm add mouse listener ha, thì trong chỗ giải thì các bạn cũng cứ lần lượt lấy các cái thông tin, tức là các cái dữ liệu từ các cái ô txt a txt b ha, và chúng ta sẽ xem xét thêm thử là nếu chúng ta click cái radio button nào thì chúng ta sẽ làm việc gì. Các bạn tuần tự làm theo cái code của mình ở đây nhá. Ở đây các bạn chú ý giùm mình là cái double.parseDouble thì khi mà chúng ta lấy dữ liệu từ ô text vào thì nó đang là string, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta muốn nó ép nó thành một cái kiểu số nào đấy, ở trong ví dụ này đó chính là double, thì các bạn phải dùng hàm parse của riêng nó. Ví dụ như chúng ta có double.parseDouble hoặc là integer thì chúng ta có integer.parseIn. Rồi các bạn làm tương tự như vậy cho các cái radio button khác ha. Thank you.
chúng ta sẽ viết một cái constructor để khi chúng ta khởi chạy cái lớp này á thì nó sẽ vào trong cái constructor này để chạy ha. Chúng ta lần lượt là add các cái hàm controls, gọi hàm controls và triệu hồi hàm events, hàm main để khi mà chương trình chạy thì nó sẽ vào đây để chạy ha. Lần lượt lập cho nó các cái dữ liệu độ dài, độ rộng và vị trí. Rồi chương trình đã chạy, đang thiếu ha. Rồi mình lên phía trên này mình add vào các cái phần panel còn thiếu ha. Mình chỉnh sửa lại một chút xíu chỗ này. Rồi đây là chương trình của chúng ta sau khi viết xong ha. Các bạn xem nhá. Nào nhập các số này, chúng ta chọn cộng này, chúng ta chọn giải này. Đã có kết quả ha. Rồi bài giải đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.